Cuộc sống sao quê. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Rất vui khi gặp lại mọi người trên kênh YouTube Cuộc sống sao quê. Hôm nay thứ tư mà xã không có đi làm, ở nhà nấu bún nước lèo Sóc Trăng này. Bên đây không có cá lóc nên mua mấy cái con cá giống như cá rô phi mà nó làm sẵn nó bán á. Hấp lên cá này, cũng nước lèo thì có cá, tôm, heo quay ha. Hôm nay hẹ lên lắp bỏ vô. Đó, cái nồi nước lèo thì để ở ngoài sân, mùa này ra ngoài nấu được rồi, nấu trong nhà nó hôi lắm. Đó, đây là cái khay gao này rất là ngon. Gạo đi mua hay gì? Hả? Gạo nhà có nắp nắp đi mua đi mua. Mua thêm không lủi. Trời không lủi đầy hết đi mua. Ý không ngoại, không cây với cá nhé. Không cây nhà cũng có luôn mà đi mua. Này bắp chuối bào. Gà. Rau gầm ngoại quá tốt luôn, chịu cắt trộn thêm. Rau gầm không lủi gì cũng có hết, thiếu cá nó chưa lên kịp thôi. Mì đang bắp cũng. Nhìn cái gạo thấy rất là hấp dẫn người. Ở vị trí Sóc Trăng á, người ta nấu là bún nước lèo là đặc sản luôn á, nhưng mà người ta làm bằng cá lóc. Xong có lấy cái đầu cá lóc mà có trứng nữa, ăn rất là ngon để riêng ra. Ở đây mình không có cá lóc thì nấu bằng cái cá rô phi này. Đây là cái gỗ bún. Gỗ bún. Bún lát bắt cái tô bún, mua bún khô về luộc nhà mình xài cái bún này, bún nó ngon lắm, giống y chang là mình luộc ra giống bún tươi vậy. Bún thì giống bún tươi vậy. Bún gạo hiệu cái con voi, một thùng nó bán như là 39 đồng 9 mấy, 4 thùng một thùng, không biết bao nhiêu gói trong đó không biết. Ăn bún nước lèo rồi phải có cái ớt bằm, tương ớt bằm nè, mà chanh, lá chanh ha, đang sống nhà nhóc hết gì mà xã không biết còn đi mua, không lủi ngoài vừa lên non nghèo tốt luôn, không lủi này đâu có bằng, không lủi là nhà ăn chi cắt đó. Đây là cái nồi nước lèo bự nấu ngoài sân nè, tối về xã phải nấu mắm rồi lược rồi làm gì tùm lum hết, mình bận đi làm cho nên không có rảnh quay cho mọi người xem. Và nấu xong rồi mình về mình quay sơ cho mọi người xem cái bún nước lèo, đặc sản bún nước lèo Sóc Trăng. Nấu bún nước lèo này là như là có cái nhảy bún nữa, lược mắm rồi nghe ra làm công phu lắm, nó hơi hôi nhưng mà mùa này ra ngoài nấu thì nó ok đó. Ngoài bún là nước lèo bự, còi múc vô trong nhà cái nồi nhỏ để hâm nóng tràn vô tô. Tôi cũng mà sợ là bắt tô xong bún bỏ hẹ vô ha, heo quay nè, tép, cá. Còn bây giờ chỉ tràn nước lèo vô rồi trụm gạo ăn. Nhìn hấp dẫn quá mọi người. Sóc Trăng là món nước lèo này là bún nước lèo là đặc sản luôn á. Mà mình làm mình nấu ăn thôi chứ cũng không có bằng mấy cái như người dưới đó người ta nấu chuyên nghiệp rồi. Cái này mà có cá lóc đồng tươi nấu ăn rất là ngon. Hồi dưới Sóc Trăng mình đi ra mấy cái quán mình ăn thích ăn cái đầu. Nó có cái đầu với cái bộ ruột á, là trứng. Kêu thêm mấy cái đầu đó để mà tô riêng thì tính tiền thêm. Ở đây không có thì ăn cá hấp trên cá này là nó giống như hình như là con cá rô phi vậy đó. Mà nó lấy xương ra hết rồi, nó còn thịt miếng miếng á, nó bán trong sân lắm. Bây giờ chị chờ
che nước lèo vô nữa là bún nước lèo này đang kèm với rau. Đây cái tô bún nước lèo đã chan nước vô rồi mưa, ngon quá, đang đói bụng nữa. Bây giờ thì chỉ mình trụng rau vô nữa là mình ăn được rồi đó nha. Cái này chén nước mắm để gót bầm vô, có khi chấm cá gì chấm, thì mình thích ăn mặn chút mình thích chấm. Bắp chuối bào không có bị đen nữa đó. Nhìn cái thau rau ngon. Vài bữa nữa rau mới nhiều. Cái rau này mua xã mua mớ ngoài chợ thôi nha, nhìn thấy nó không có ngon không. Chanh ha. Bây giờ mình tới bụng mình đi ăn xong rồi ta tắm luôn. Ăn mắm. Mình xin mời tất cả quý vị khán giả cùng ăn cái bún nước lèo với nha với gia đình mình nha. Dầm cái bún nhìn ngon quá, trộn lên xong mình thả rau vô, nó chanh vô cho ớt bằm vô, cho miếng ớt bằm vô. Cái bún nước lèo này là phải có ớt bằm, ớt bằm ngâm giấm nhìn rất là ngon. Đúng chất miền Tây luôn. Miếng chanh vô ha. Bắp chuối. Rau thơm. Cái này rau muống bào nữa nhưng mà lu bu quá, không có bào rau muống. Cái rau muống nó cũng ngon, nó cứng quá, cộng nó nhỏ mà nó già, ăn bắp chuối cũng được. Rau vô, đầy rau hết, ăn nên rau nhìn biết không. Chọn nó lên. Kẻ thì bỏ trước cái trong tô rồi. Ngon quá. Mấy đứa nhỏ đâu rồi, không biết. Mình đói bụng quá, mình ăn trước ấy. Chờ nó lâu quá. Xin mời tất cả mọi người cùng ăn bún nước lèo với mình nha. Ăn đói ăn ngon quá. Cá này không bằng cá lóc đồng bên miền Nam nhưng mà ăn cũng được mọi người. Ít gô găm mà xả kiểu cắt gô găm vô cho thêm miếng ớt nữa cây cây cũng nha. Rau găm ngoài quá trời không cắt. Hả? Chưa. Con đồn. Bún nước lèo bây giờ ở đâu cũng có, thành phố cũng có, ở đâu cũng có, nhưng mà ngon nhất mà đặc sản nhất là bún nước lèo Sóc Trăng, bún nước lèo cây nhãn. Nước lèo đây ngon không chồng?
Gạo găm ngoài nhiều quá không hay. Mời cả nhà ăn bún. Giấu đi mấy con lớn không? Dạ. Con găm ngon, mình chữ ra ngoài nghe mình bẻ. Kêu mẹ bẻ. Mẹ lo làm không mà mẹ không có nhớ đâu. Ăn okay, ăn. Ăn đi rồi mời có gì lát cho hái thêm vô mời ăn còn nhiều bún lắm mà. Tao phim mời chụp hả? Yes. Như giống là cha quá. Na Na Tra. Na Tra ở trong bộ phim mà Tây Du Ký á mày. Tại tiên mẹ thắm á. Nước lèo này ngọt ngon quá. Không nhờ nước dừa nhiều, nước dừa tươi nhiều. Được chưa? Được. Như nào miếng canh vô ăn nó mới ngon không? Nó ngon lắm. Mình không có bỏ vô rồi. Hả? Mình không có bỏ vô rồi. Đây đây này nặng chưa? Nhìn lắm rồi. Rồi trộn lên, trộn đều lên. Ra giúp cá mua bữa chủ nhật hôm nay nó hết ngon, nó vàng vàng. Chà bữa nó có nó đừng bị lạnh bữa hổm rồi giờ nó lên rồi. Bởi vậy. Nhà ăn chi nó cũng đấu lên. Mới lú 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 lên mới trọng non non dập xuống. Ăn cái này húng cay với húng lũi nhiều ngon. Húng cá trộn vàng quá trời. Húng lũi mình ngoài non quá trời. Bù u bù. Tại em thấy nó nhiều quá, ăn chi nhiều quá. Ừ em có để nhỏ một mớ về cho em ghim thêm anh. Trời ơi là nhóc. Bún bờ u n sắc bun bun có dấu sắc à. Và chữ l e nước. Mẹ nói nó đâu có hiểu. Bún nước lèo l l i ờ đúng rồi o l i o l i o hả rồi dấu lèo dấu quyền nữa lèo bún lèo hả bún nước lèo đặc sản Sóc Trăng. Đó, giết người rồi, sao nó giết gà sao nó giết gà sao nó giết gà bún nước Lào đi. Nước nộ. Không giống như ông cha, ông kể, ông cha. Ông cha Phạm Gia Quang Hồng kỳ đó mình đi ở, mình xuống rì đó đi. Nó kể bà nó người về anh nói chuyện nghe gắt lắm giống như là bà vô bà nói cầu xin đức mẹ đó rồi là hát cái kìa mặt bà nào đang tiến lên như rạng đông á nó kêu bằng người Lào á cái ông cha ông nói là bà đã đổi tên quốc tịch của đức mẹ luôn thành người Lào. Xin chào tạm biệt quý vị khán giả nghe thấy rồi quay mi nó không hay hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo sau mai mốt khi mà nấu lại lần sau á nấu bún nước lèo á mình sẽ quay tỉ mỉ cách nấu để cho mọi người xem nha. Tại bữa nay mình đi làm mình xả nhà nghỉ cho nên mình không có quay cách thức nấu cái bún nước lèo được. Xin chào tạm biệt mọi người nhé.